Hế luôn em, lại là mình đây. Rồi hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Rồi hôm nay là thứ năm anh em. Rồi một ngày đẹp trời, trời rất là đẹp nha anh em nha. Rồi anh em sắp xếp thời gian công việc đồ, cứ 8 giờ tối là mình lên hàng ngày anh em. Sắp xếp rồi vào sưu tầm ủng hộ anh em đi rừng luôn. Thì hôm nay thì anh Cháy ảnh chưa đi rừng lại rồi, nhưng mà anh lên anh chơi với mấy anh em cho nên là lôi ổng vô ổng quay cây luôn. Anh Lò Văn Cháy anh em bữa giờ nhớ anh chưa? Nhắn bóng lâu rồi anh. Hello mấy anh em, lại là mình đây Lò Văn Cháy. Mấy anh em biết sao từ Tết giờ mình lên không? Sao vậy anh Cháy? Từ Tết giờ mình đi qua Campuchia mình săn lùng hàng quái cho mấy anh em nè. Ủa bên đó có mai không anh Cháy? Có, từ bên đó hàng quái không mấy anh em ơi nè, mấy anh em thấy không? Là săn hàng từ Campuchia về nè. Anh đi Campuchia nó nhảy sông không anh Cháy? Đó, anh bơi qua sông Mekong. Bay qua luôn hả? Bay qua. Ủa, còn sống hay rồi. Hôm bữa bay, hôm bữa mấy anh em bên nó bay qua cũng nhiều, bay qua 50 người mà còn có sống có chứ, người à. Chứ em nghe đồn mà Mỹ nó kêu là Việt Nam có người nháy. Dạ hả? Đúng mà. À, đọc thiệt đó chứ. Dạ. Rồi anh em. Rồi hàng quá Campuchia về là mấy anh em vô chốt ủng hộ nha. Rồi ok anh em. Mời mấy anh em xem quanh luôn nè. Rồi Phan anh Trái ơi. Rồi anh em nào mình bán mai dừng Bình Thuận nha. Anh em nào mua cây thì nhớ mình có ghi số điện thoại mình ở trên á, ở trên góc trên á, thấy cây nào thích thì dứt. Ở khúc góc dưới bên trái là số điện thoại, số mã số cây ngày tháng với lại giá tiền niêm yết luôn. Rồi anh em thích cây nào thì chốt thôi nha anh em nha. Rồi anh em nào khách mới cọc mình vài trăm ngàn nha. Mình mới bị bơm cỡ tầm 7 cây mai anh em à, đang chuẩn bị về, bữa nào bơm về mình quay cho anh em coi nha. Coi thích cái nào mình chốt dĩ luôn, như tặng anh em ấy, cho mấy ông mà bơm nó trong nhớ mặt. Rồi anh em, cây đầu tiên nè anh em nè, một phôi đế rất là ok. Đấy, cây xón nè anh em thấy, xón rất là đẹp. Đấy, cây này có một miếng sẹo đây. Cây ok luôn anh em. Ù, cây xón đẹp quá, găng đú không anh em à. Cây này đất trắng nha anh em nha, mà dễ rất là nhiều, coi dễ nè anh em nè. À, dễ nè ha. Dễ này là dễ mai nè, còn dễ này dễ cây gì ấy. Quanh anh Cháy. Rồi mời mấy anh em xem quanh nhang hàng quái của Campuchia nha, đọc hàng lá quái Campuchia. Nói chung anh Cháy cũng bao giỏi lắm này mà. Quanh 50 mấy anh em. Campuchia về phải bao giỏi à, không ba được. Cao 42. Coi cái cảnh mà nó dí xuống bay xuống sông á. Bay ra là 49. Bầu dày 63. Dứt mấy anh em ơi lắm. Mời anh em sưu tầm ủng hộ dứt. Tiếp tục anh em một phôi nữa, một phôi đế ok nữa. Đấy, đế tạm được nè. Chỗ này nở ra nè anh em nè. Chì đẹp luôn. Cây sạch không lúa bọng. Mấy anh em à. Cây bao sạch cho anh em, quạnh luôn anh Cháy. Mời mấy anh em xem vào nha. Đấy. Thì ủa chừng nào anh Cháy làm lại nói anh em biết luôn. Mai anh qua bên ấy. Bên Lào á. Malaysia. Quạnh 34 mấy anh em. Cao 41. Bao. Bầu 39. Dứt. Tục anh em, một phôi nữa. Đế rất là ok luôn. Đấy, đế quá ok, chì đẹp luôn. Ha. Chì đẹp, đế đẹp, quanh. Mời mấy anh em xem quanh. Quanh 32. Cao 48. Bầu dài 47. Dứt đi mấy anh em ơi. Chốt. Tục anh em lại tiếp tục một cây đế ok nữa nè. Đấy, đế nè anh em, dễ rất là nhiều. Cây trên đây có một miếng thẹo nè. Cây thì nhựa lên hết rồi nha anh em nha. Đấy, nhựa nè. Nhựa ok hết rồi, chi đẹp luôn. Cây này bộ chi rất là cổ nha anh em nha. Về chỉ đóng bò vô chơi thôi. Rồi hoành luôn anh Cháy ơi, anh em Cháy cho anh em xem hoành luôn. Ừ, cho anh cho anh em xem hoành luôn. Hoành 33 mấy anh em. Cao 65. Bầu luôn anh Cháy. Bầu 38. Chốt mấy anh em ơi, chốt. Tiếp tục anh em một cây lắc lượng rất là đẹp nữa, chi đẹp luôn. Đấy, cây nè. Cây này đắt trắng nha anh em nha, những cái bầu đắt trắng này nó hơi nhão lắm. Mà đều dễ được cũng ok lắm anh em à. Rất là ok. Chi đẹp nè anh em, thấy không? Cây chi bao phê luôn. Vành luôn anh Cháy ơi. Rồi mời mấy anh em xem vành. Cây nó xuyên chút nha mấy anh em. Lắc lượng rất là đẹp nha. Mưa vành. Quanh 32 mấy anh em. Anh mới có phải. Cao 68. Bây giờ nè, bây giờ 50. Bây giờ nè hả? Bầu dài 36. Chốt. Dứt. Chụp anh em một phôi ok nữa. Cây
cốt dễ đồ rất là ok nha anh em nha. Đấy, cây đẹp nè anh em. Cây có miếng lúa nghệ thuộc anh mấy anh em ơi. Rồi vành luôn anh cháy. Rồi mời mấy anh em xem vành. Vành 25 mấy anh em à. Cao 45. Bay. Bay 47. Đọc đi, bay ha. Ừ. Bầu dài 35. Chốt mấy anh em ơi, dứt. Tiếp tục anh em nè, một khối đế ok nè. Đấy, đế ok nha, cây nhựa phúng lên anh em à. Nhựa lên rồi nè. Chi đẹp luôn, đế đồ cũng tạm được luôn. Vành. Mời mấy anh em xem vành. Mình chuẩn bị lên một dàn chậu ở khu đây nè anh em nè. Lên hết để làm một cái view quay phim cho đẹp. Vành 30 mấy anh em. Dứt đi. Cao 45, con chi dứt là 30. Bầu dài 38. Chuột. Dứt. Tiếp tục anh em. Một phôi đế rất là ok nha. Đế tạm được. Cây lắc nhẹ, chi sạch, không lúa bọng. Vành. Mời mấy anh em xem vành. Cái vàng chi đẹp á mấy anh em. Mà nó biết đi nó cũng không thèm chẳng không gì nữa. Vành 25 mấy anh em. Cao ơi. Cao 62. Tổng ngang vàng chi 45. Bầu đi anh. Bầu nhanh đi. Bầu dài 38. Chốt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em một cây nữa. Một cây đế ok nha. Kê lên chút anh cháy. Dễ nó. Đế dễ rất là ok nha anh em nha. Cây một cốt rất là VIP. Cây sạch cây à, chi đẹp, ba chi, cây có mấy miếng thẹo tự nhiên rất là ok. Nè. Rồi quanh luôn anh cháy. Rồi mấy anh em xem vành nha, cây một cốt ba chi, cái số 3 là số đẹp mấy anh em. Cây nói sao cây một cốt ba chi á? Quanh 38. Cao 82. Bầu luôn anh ơi. Bầu dài 48. Chốt. Dứt. Tục anh em một phôi đế rất là ok nữa. Đấy, đế rất là ok nha anh em nha. Chốt. Chốt nhanh anh em. Chi rất là đẹp. Một cốt lên da chi đẹp lắm anh em ạ. Đấy. Cây ok. Vành. Vành. Mời mấy anh em xem vành. Vành 25. Cao 77. Bầu dài 35. Dứt. Tục anh em ơi, một phôi nữa nè. Đế rất là dễ quá nhiều luôn anh em ạ. Cây đế dễ quá nhiều luôn. Rồi cây sạch cây luôn, có mấy miếng thẹo thôi anh em ạ. Chi mình luôn. Đế này là của đế Thích Thiên nè mấy anh em ạ. Vành. Đế Thích Thiên á. Ừ. Rồi mấy anh em xem vành. Cái dễ này quằn á. Vành em. Và chúc cho mấy anh em thấy đế rồi ha. Vành mời mấy anh em xem vành nha. Vành 31. Cao có cao, cao 45. Trời cao sắc cao. Tổng ngang hàng chi 40. Bầu. Bầu dài 50. Dứt mấy anh em ơi. Anh em một con, một con quái thú nha anh em nha. Đế ok nè anh em. Đế quá đẹp luôn nè, ha. Đế bấm xuống chân đầy đủ. Bay da lượng da. Cây nhựa nè. Lên quá phê luôn. Chi đẹp. Cây có miếng lũa đây nè. Quanh. Cây này là kỳ lăng lai gấu chó nha mấy nè. Quanh anh cháy ơi. Mời mấy anh em xem vành của cái cây kỳ lăng lai gấu chó. Đọc đi. Đấy là nó giật con chó hả? À. Vành 28. Cao 40. Đồ cây lên nhựa mạnh quá mấy anh em ơi. Đúng rồi, lên nhựa. Dâm. Tạm là dạng dâm rồi hả? Bầu dài 40 luôn. Dứt. Chốt. Dứt anh em ơi. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục nè anh em. Một phôi đế tạm được nữa nha. Kê bên này lên chút anh em. Đế đều đều anh em dễ phát hiện nha, cây đẹp. Đấy, đế rất là ok. Rồi cây sạch sẽ không lúa bọng, chi được luôn quanh. Cây bộ đế quá dữ luôn anh em. Chi đẹp luôn á mấy anh em ơi. Cây mùa này thì nó về hơi khô cho nên là về là em ngâm hết anh em à. Quanh 32 mấy anh em à. Cao 47. Bầu dài 35. Chốt đi mấy anh em ơi. Chốt dứt anh em. Tục anh em một cây bầu bự nữa nha anh em nha. Đế rất là ok. Đấy, đế rễ rất là đẹp nha anh em nha. Nè, cây có mấy miếng thẹo tự nhiên nè, nhìn cây rất là cổ. Hồi hoành luôn anh cháy. Cây này mấy anh em chốt vô sau này để vợ với con gái ngồi đây chân ngắm chân nha mấy anh em. Đọc đi. Đó, chỗ này nè, ngồi bệ đây nha. Rồi. Bệ đây là ngồi bị chợt tí á. Để đây nè. Rồi mấy anh em xem hoành. Hoành 32 mấy anh em. Cao 39.
bọc dài 44 ý, lộn 44 anh em à. Ừ, đọc ý dứt. Tiếp tục nè anh em nè, một cây đế đẹp chật lắc xiên đẹp luôn. Cây đế rất là vip nha anh em nha, đế khá ok luôn anh em à, chì đẹp luôn. Ồ, cây lực lắm anh em nè, quá lực quanh. Mời mấy anh em xem quanh. Mấy anh em chú ý nhân hỏi mà mua cây bên kênh của Đặng Sim Cảnh á, là về khỏi cần kiếp đế, tại đế lúc nào cũng đẹp hết. Đọc ý. Vâng. Được, 10 điểm. Quanh 38 mấy anh em à. Ê, mấy cây đế xấu con nó. Ờ, Đặng Sim Cảnh là không có đế xấu. Đọc ý, thiệt quanh không? Quanh cao 55. Bầu dài 45. Chốt mấy anh em ơi. Dứt. Dứt. Tục anh em, một phôi nữa. Đấy, phôi đế cũng đẹp luôn, không có đế xấu mà, đọc thiệt chất. Đế được luôn anh em à. Chi nè. Quá đẹp luôn. Cài có miếng kẹo đây. Chi khá đẹp luôn anh em à. Dàn chi mình đẹp mấy anh em ơi. Hoành anh em ơi. Dàn chi này giờ chân nhức nách mấy anh em à. Giờ này anh em biết mấy giờ không? 12 giờ trưa. Mời mấy anh em xem quanh nha. Thằng nó xạo mấy anh em à. Đâu 12 giờ trưa dữ vậy? 1 giờ kém mấy anh em ơi. Ừ. Quanh 36. Cao 34. Tổng ngang dàn chi 36. Bầu. Bầu dài 33. Chốt. Dứt. Tục anh em nè, một phôi đế rất là ok, đế quá ok luôn, cây sạch, cây không lũ bỏng, chì đẹp, vành. Mời mấy anh em xem vành. Đó là tập thể chứ. Vành 31, cao 42, bầu dài 36, chốt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em, một phôi nữa nè, một phôi đế rất là ok nè. Đấy, đế quá vip luôn anh em ha. Quá sạch rồi. Mấy anh em ơi. Cây cực kỳ chắc nha. Bầu này. Bầu 20 anh em à. Bầu bao phê. Cây sạch không một lũ bọng gì luôn. Chi đẹp luôn anh em à. Chi nó có một cái cành phóng, chi nhất của nó có một phần phóng này. Đấy, mình chơi một cái cành phóng ra rất là ok nha. Quanh. Đây cây rất đẹp á. Tạo cái nu ra nha. Mấy anh em giờ nuôi 20 năm sau nó sẽ thành cái bú. Giờ còn sống không? Vẫn còn mấy em à. Quanh. Đây tạo quá cho mấy anh em ngắm chút mà cái quanh quanh. À vậy hả? Ngắm ấy. Đó ngắm mấy anh em. Ừ. Rồi chân... bây giờ làm mới quanh à, mời mấy anh em xem quanh. Chân đầy đủ ha. Chân quá phê mấy anh em à. Quanh 42. Quanh 43 mấy anh em. Đáng lẽ 42 nó kêu 42 trước tôi ghét. Cao 90. Đọc rồi hả? Bầu dài 56. Dứt. Lắm. Chốt anh em, tranh thủ chốt ơi. Tiếp tục anh em, một phôi đế rất ok nha. Đế nè. Ừ. Chân dễ bên này hơi yếu nhưng mà được cái chân nhỏ nha. Và bên này mặt dễ ok. Cây một cốt, cây có mấy miếng thiệu trên thân của lũ nha anh em nha. Lũ thép, đó, da tớm nè. Chi thì bao đẹp cho anh em. Cây được á. Cây này, mấy miếng lũ này là cho trứng chẹt là thành người lớn nha mấy anh em. À. Đó. Ồ, tính ra anh cháy thép. Mời mấy anh em xem anh nha. Cây gỗ lũ là những cây già nha anh em nha. Quanh 41 mấy anh em ơi. Cao 77. Bầu. Bầu dài 42. Rất. Chốt. Tục anh em lại tiếp tục anh em ơi. Một cây đế bao đẹp nữa anh em ơi. Đế quá vip. Đế nở một cục. Đế, hai thăng nha. Hai thăng rất là nghệ thuật anh em à. Cái này là hai thăng này là hai thăng dì cháu nha anh em nha. Quanh. Này ấy nè, ở nhà giữa nhà này đi về nhà mẹ vợ xin đâu tiền nha mấy anh em. Đâu ý. Quanh. Hết tiền rồi về nhà mẹ vợ xin tiền về. Thế là Tết giờ làm gì hết tiền. Các này nó cờ bạc lắm nè. Mẹ sao cơ đi tiền. Campuchia. Mời mấy anh em xin quanh nha. Mới đi ở đây em kìm hàng quái quanh nó. Kìm hàng quái nó. Quanh 36 mấy anh em à. Để bơi xong bơi đồ về. Cao 78. Bầu dài 38. Chốt mấy anh em ơi. Dứt. Yeah. Tục anh em, một phôi nữa nè. Đế rất là ok nha anh em nha. Đế rất là ok luôn anh em à. Đấy, cây một cốt, cây có miếng thiệu này nè. Đấy, chi bao đẹp luôn. Chi mịn, vành. Mời mấy anh em xem vành. Cây có một hai miếng thiệu lũ rất là đẹp. Vành 44. Cao 48. Bầu dài 48. Dứt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em, một phôi đế rất là ok luôn. Ù đế ốc. Đế quắn anh em ơi. Ừ. Bao mấy anh em ơi, mấy anh em thấy chưa? Thấy chưa? Cái mấy anh em thấy con gì chưa? Cái vút gì? Dầm dắn lên mây có cây lúc lắc con của ở nhà hay không? Không. Đi. Đâu ấy. Chi đẹp luôn. Cây con miếng thèo đây nè.
chị bao đẹp luôn nè, à. Cây đẹp ạ. Đã quá mấy anh em ơi, đế hữu từ đế này đi vắng lắm phải không anh? Nhanh tay lên mấy anh em ơi. Nhanh tay còn chậm tay mắt gì anh chứ. Từ thằng độc lạ Bình Dương nó gọi điện thoại cho em rồi đó. Tranh thủ, tranh thủ. Quanh. Mời mấy anh em xem quanh. Chù giáo tay chạy cái dở gì mà. Quanh 38. Cao 56. Đã quá mấy anh em ơi, cây đã quá. Đầu dài 57. Chúc. Chúc anh em ơi. Tiếp tục anh em một phôi nữa. Đế rất là ok nhưng mà bầu hơi nhỏ nha anh em nha. Đế nè. Quá nhiều luôn. Dễ quá vững. Cây lắc à. Chì bao đẹp. Bao đẹp cho anh em. Mấy anh em thấy chân đế nè. Quá đẹp anh em ơi. Quanh. Mấy anh em thấy. Đù đẹp. Quá mấy anh em. Quá đẹp. Mời mấy anh em xem quanh. Đọc thì có đơ. Quanh 29. Rồi sao nữa anh? Khủng quanh anh em ơi. Cao 60. Bầu. Chốt nhanh luôn á, cậu biết ơi. Bầu dài 40. Chốt mấy anh em ơi. Bay. Ủa anh em, lại tiếp tục một cây cuối cùng của clip nha anh em nha. Cây này thì nó bự quá, lấy bầu không nổi anh em à. Cho nên cây này dụ dễ. Thì nó có một số dễ cám nè. Mấy cái dễ này không biết bảo quản được hay không anh em à. Đấy. Dễ cũng được, cũng ok. Rồi anh em xem thử coi hộp gu cái này không mày giúp về chơi nha anh em nha. Dễ nè. Rồi cây này nè, nó lắc nè anh em nè. À, nó lắc lên đây nó bỏ chi nhất ra nè. Đấy, lắc ra. Cây sạch, cây không lũ bọng gì luôn anh em à. Cây sạch luôn, không thẹo không gì luôn. Đó anh em thấy không? Cây dạng cuốc thoáng lực. Quá đẹp nha anh em nha. Đó anh em thấy dạng lắc của nó không? Lắc lên nè. Rồi bỏ chi hợp lý luôn. Hoành anh cháy. Rồi mấy anh em xem hoành. Cây rất là lực nha anh em nha. Cái này là đến lễ lấy bầu được nè mấy anh em nè. Đều tôi bao qua xong mê tâm bây giờ nó trôi đất hết. Thiệt không? Quanh 48. Chắc mẹ chưa. Đổ luôn. Đổ luôn. Hết thước. Cao 153. Là đổ mấy anh em. 153 anh cháy. Tổng nghe dàn dễ nè. 88. Quất mấy anh em ơi. Lụm 88 chồng chồng mét. Dứt nha anh em nha. Chồng chồng mét mốt á chứ mét cũng nhỏ luôn anh em à. Tranh thủ chốt rồi. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt anh em chứ. Chào tạm biệt anh em. Có kêu anh em chốt rồi á.